vàng lên rồi đó mọi người, thơm quá chừng luôn đó, vàng óng ánh luôn, ngon ghê mọi người. Gừng chín hai. Thúy chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Nghề Hạ Bạc. Hôm nay Thúy sẽ làm cái món bắp chuối chiên bột nha mọi người. Ở quê Thúy thì gọi là bắp chuối, mà không biết ở quê mọi người gọi bằng gì. Có nhiều chỗ là gọi bằng hoa chuối ha, còn ở đây Thúy gọi là bắp chuối. Thúy sử dụng một cái bắp chuối nè, đây là của trong nhà ba Thúy trồng nè đó. Thúy hái về Thúy chiên bột, sẵn Thúy chia sẻ đến mọi người luôn ha. Ở đây nguyên liệu của Thúy gồm có là một cái bắp chuối nè, Thúy sử dụng hành lá là Thúy sắc nhuyễn như vậy nè mọi người, với lại hai trái ớt. Cái này nói chung là ớt với hành, nếu mà mình cảm thấy mình thích ăn nhiều quá thì mình cứ thêm hoặc là giảm. Và Thúy sử dụng một bịch bột chiên giòn nè mọi người đó, rất là đơn giản nhưng mà món này rất là ngon luôn. Rồi bắt đầu giờ mọi người vào bếp cùng Thúy nha. Thúy sẽ xắt cái bắp chuối này ra đó, mình xắt ra cái mình lột cái tới cái lớp bên trong á, lớp non non bên trong á, còn những cái tước cái cọng này ra mình bỏ vô bột chiên luôn, cũng rất là ngon. Trước khi mà Thúy cắt bắp này mọi người, Thúy chuẩn bị một cái thau nước rồi Thúy cho muối vô đó, ăn để cho cái bắp chuối mình cắt ra nó sẽ trắng nha. Rồi Thúy sẽ nặng hai trái chanh, một trái hoặc hai trái chanh là được rồi nha mọi người. Đó bây giờ mình lột ra nó trắng trắng như vậy là được rồi nè mọi người. Thúy sẽ cắt ra đó, mình xắt mỏng 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 như vậy là được rồi nè. Có nhiều người người ta bỏ những cái lõi trong á, cái lõi giống như cái cọng này nè, nhưng mà Thúy thấy nó non cho nên Thúy xắt luôn như vậy. Đó, thì để qua cái thau nước thức muối nè mọi người. Đó, như vậy bắp chuối của mình nó sẽ trắng. Trong cái thời gian mà Thúy cắt bắp chuối á, là bây giờ Thúy đã bắt cái một cái nồi nước lên để Thúy trần sơ nha mọi người. Mình trần sơ nó sẽ không có nhẫn, rất là ngon luôn. Rồi, Thúy sẽ đổ vô nước sôi, Thúy trần sơ nó một cái. Mình chỉ trần sơ, đảo sơ cái là mình đổ ra nha mọi người. Mình đổ ra ngoài, mình rửa lại rồi mình để ráo rồi mình sẽ trộn vô bột. Rồi bây giờ Thúy sẽ pha bột nha mọi người. Đó, Thúy chế cái bịch bột chiên giòn ra, Thúy sẽ cho nước vào, Thúy trộn đều lên. Bột ráo không ạ? Rồi trộn đều lên. Rồi Thúy đã đánh bột đều rồi mọi người. Thúy sẽ cho ra cái xả nè, hành, ớt vào đó, mình trộn đều lên. Mình sẽ cho cái bắp chuối hồi nãy Thúy luộc rồi nè. Cái này Thúy sử dụng bắp chuối xứ mọi người, cho nên nó hơi đen. Còn mình nếu mà mình có bắp chuối, mình có bắp chuối hột có mọi người, thì nó sẽ trắng nó ngon hơn. Cái này là bắp chuối xứ cho nên nó hơi bị đen, nhìn nó không có bắt mắt. Nhưng mà nói chung là bắp chuối này mình ăn nó rất là tốt, tại vì nó không có thuốc men gì hết, nguyên thủy ở trên cây đem xuống mà mình làm, cho nên ăn rất là tốt luôn đó. Rồi mình sẽ đi chiên, tại vì trong cái bột chiên giòn á nó đã vừa ăn rồi cho nên Thúy không có thêm gì hết đó. Mình sẽ đi chiên thôi. Rồi, bây giờ Thúy sẽ bắt bếp lên Thúy chiên nha mọi người. Thúy sẽ bắt chảo lên Thúy chiên. Rồi chảo dầu Thúy đã nóng rồi nè, Thúy sẽ để vô. Mình sẽ làm vừa bột vừa bắp chuối nè, cho nó ngon nha mọi người. Đó. Đó,
mình sẽ chế cái bột ở trên cái mặt này để cho nó vừa bột vừa bắp chuối cho nó ngon. Đó, nó vàng lên rồi đó mọi người, thơm quá chừng luôn. Đây là cái bắp chuối mình nhìn nó, khi mà mình chưa cái làm ra cái món gì hết thì mình nhìn nó rất là đơn giản, nó rất là bình thường, nhưng khi mình làm ra nó là coi như là làm được rất là nhiều món chay á mọi người. Cái này cũng là món chay nè. Bắp gỏi chay nè, rồi chiên cái món này chay nè, rồi thịt heo quay chay bằng bắp chuối nữa nè. Thơm quá mọi người ơi, thơm nức mũi luôn. Cái bắp chuối Thúy chỉ chiên chín đó nè mọi người. Đó, để Thúy mời mọi người dùng với Thúy nha. Cái này thì mình có thể chấm với tương ớt, rất là ngon luôn nè. Đó, Thúy mời mọi người dùng với Thúy nha. Để Thúy bẻ ra thử coi. Ui, giòn khấu luôn mọi người, rất là ngon luôn. Rất là vừa ăn. Cái bột chiên giòn này rất là vừa ăn, cho nên mình chỉ nêm thêm là tỏi ớt là cảm thấy là nó thơm. Mình ăn cái vị của cái bắp chuối mọi người. Thì trần sơ qua nó mềm mềm mà rất là ngon. Rồi lại nó hòa quyện với cái vị xả ớt á, cay cay á, rất tuyệt vời. Ngon quá chừng ngon luôn mọi người. Ngon quá chừng. Giòn khấu luôn á. Ngon quá. Thôi video Thúy đến đây Thúy tạm dừng ha. Thúy chỉ chia sẻ vỏn vẹn là cái món bắp chuối chiên xả ớt. Rất là cái món ăn, tuy là nó là dân dã của người miền Tây, nói chung là rất là đơn giản nhưng mà rất là ngon mọi người. Thì cho nên sẵn Thúy chiên ăn là Thúy muốn mời mọi người Thúy chia sẻ luôn. Mọi người xem video nhớ ấn vào nút đăng ký để khi Thúy up những video mới lên đó mọi người xem ủng hộ Thúy nha. Thúy cảm ơn mọi người rất nhiều trong thời gian qua đã xem video của Thúy ha. Thúy bye bye, chào tạm biệt mọi người nha. Hẹn gặp lại những video tiếp theo.